Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt có buổi làm việc tại khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy. Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đang xen do đại dịch Covid-19 bùng phát, được sự chỉ đạo hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì thực hiện nhiệm vụ với nhiều cách làm quyết liệt, từng bước tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý và đại diện các trường đại học, doanh nghiệp tại thành phố đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ một số vấn đề về việc mở rộng khu công nghệ cao Đà Nẵng theo đúng quy hoạch chung đã được phê duyệt, quan tâm xúc tiến giới thiệu các nhà đầu tư lớn có tiềm lực và đẩy mạnh các hoạt động ươm tạo, đào tạo, nghiên cứu phát triển tại đây. Kết luận buổi làm việc, bộ trưởng huỳnh thành đạt đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác cũng như vai trò tiềm năng của khu công nghệ cao đà nẵng bộ trưởng ghi nhận các đề xuất kiến nghị và đề nghị ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng cần tiếp tục tận dụng phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế năng động sáng tạo để có thêm nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố đà nẵng và cả nước